Rồi, bây giờ mình có cái lạp xưởng hiệu 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 này nè. Tại vì cái chỉ có hiệu này là nó giống của Việt Nam thôi các bạn. Còn mấy cái hiệu khác nó không có giống Việt Nam. Đó. Thành thử ra mình mua cái hiệu này nè, nó có mùi mai quế lộ đó. Nó giống Việt Nam nè, nó chữ mai quế lộ nè, thấy không? Đó, nó giống Việt Nam thôi, mình làm cái này. Chắc không tới đâu, không tới một bịch đâu. Giờ mình đem đi mình luộc, luộc xong cái mình để lên chảo mà không cần dầu. Lăn sơ qua cho nó thơm cái lớp mặt á, rồi mình cắt mỏng mỏng ra rồi mình cuốn. Hiệu này là coi như là mình luộc, nhưng mà mình luộc để cho nó đi mấy cái mỡ màng với lại cái màu á, nhiều khi nó có cái màu á, nó để cái màu á mấy bạn. Mình luộc sơ qua cho nó chín ở trong, với lại phần cái này đông đá nha, đông đá đó, cái này là cái đông đá đó, mình xả đá ra mình luộc, hay là mình để đá rồi mình luộc cũng được nữa, không sao. Rồi mình chiên sơ cái vòng ngoài vậy đó. Đó, bây giờ mình nấu nó sôi lên rồi mà cái nước nó cũng dơ luôn, thấy không? Thấy nước nó dơ mà nó đỏ lòm nữa không? Giờ chắc nước bỏ đi mấy bạn. Để bật quay luôn, Cái gì? quay luôn. Quay cái gì? Ổng ké, ổng nói dạo này ổng cũng có fan riêng của ổng nên ổng ké Ê, thì cái này ớt của không con á, mình. mình mua á phone tốt cho nó xài nó té nó bể. Nên giống như giờ mình mua cái frame này nè đó, ở trên eBay về mình thay vô cho nó đẹp đẽ. Nhiều cái đó. Cái này nó bán trên eBay khoảng 10 12 đồng, 11 12 đồng cái frame của iPhone S6. Mà Cái nó bể gì mà thay đó. đèn cái flash này, cái kiến này nè, nó bị bể đó, rồi nó trầy chung quanh nữa. Đó. Thì mình cái này ở không chứ không phải dị đơn á, ở không. Ở không mà ngày nghỉ ở nhà mày nằm mà ngồi mà gác chân lên ghế cửa nó ông không làm gì hết hả? Bởi vì giờ mình cái này mình kiếm chuyện để mình làm để cho mình khỏi bị nói, chứ ngồi mà ra ngoài sân sau mà ngồi gác chân ghế mà ngắm trăng gì kiểu vậy nó ông suốt ngày ông không làm gì hết trơn á. Bởi vì giờ mình phải kiếm chuyện mình làm, mình giả bộ xạo xạo chứ. Cái này sửa được thì không sao, không sửa được thì nó cũng vô thùng rác này. Cũng quăng luôn mấy trăm bạc không? Nhưng mà cũng từ từ đã rồi già cả rồi nó kính lúc phải mai mốt phải dày vậy nè gì nè chết cha. Cái phone nó phone gì đó? Samsung S6 cái này nói chung sửa cũng dễ, tại vì ở trên trên eBay ấy, trên YouTube nó cũng chỉ đơn à đó, nhưng mà ăn thua mình Mình chịu thăng. khó mình xạo xạo chút xíu thôi. Ủa cái này có liên quan đến kỹ sư cơ khí không ta? Ở đâu xíu xíu ông chết mẹ tôi luôn á. Ổng đang nở lỗ mũi kìa. Dạo này ổng cũng được có fan riêng của ổng nữa, thành thử ra ổng cũng nở lỗ mũi, ổng đòi ăn Không phải cái này mình giả bộ xạo xạo thôi, ké riết ông chơi kiếm gì. à. Bởi vậy hỏi em á, Ủa này là điện tử mà phải không? Này thuộc về của kỹ sư điện tử gì đâu chỉ biết cầm cái tô vít thì dặn ốc ra là dặn ốc vô thôi chứ cơ kiếp gì. Còn em á nấu nướng chỉ bà con không nói, cái tối nhà ra ngoài dọc đất không à. Có gì bữa nào bà con coi riết bà con chán bà con bỏ em luôn giờ. Cái này là của kỹ sư điện tử mà cũng gom luôn hả? Gom trong mình luôn, kỹ sư cơ khí cũng gom vô luôn hả? Chết một con ốc này á, bữa hổm mà thấy không ra nè. Em Ok. trên lên trên lấy dùm cái kim đây. Kỹ sư là chuyên môn mà là phá là nhiều à. Làm thành công thì ít lắm á. Cái này không phải, cái này mình làm không làm vô nó nghề dạy nghề thôi. Cái gì mình cũng sợ hết rồi làm sao được. Cứ nói đụng vô bể, đụng vô hư. Trời ơi, mình bể một lần mình sửa một lần, riết nó cũng quen mà. Kỹ sư gì đâu mà tháo tháo của người ta ra cái hồi đáng dư còn Thì nó chưa tháo ngốc tháo là 10 con hồi nó gắn vô á. sẽ ủa sao còn dư lại con biết làm chỗ nào. Lóc Mà nhiều khi á ốc cũng vậy, nó 10 con nó bắt vô đủ 10 con
mình bắt vô chín con á nó cũng cứng là không sao luôn á. Còn mà biết là mình đắt bắt vô xong hết rồi đó, thiếu còn không ai không ai thấy luôn á. Cũng như em nấu nướng vậy đó, ở nhà em nấu nướng hành họ ngon lắm mà tới chừng lên ăn ai biết ngon dở. Không, kiểu như là làm 10 củ tỏi, làm 9 củ tỏi thì cũng ok. Vậy đó, thấy không? Nêm thiếu một chút cũng không sao. Ok. Kỹ sư, kỹ sư kim kim kỹ sư cơ khí kim điện tử luôn. Không phải. Mà đó. Bây giờ mà không, bởi đang sửa, đang sửa mà hồi ráng nữa quay không quay lại nữa, thành công là có nghĩa là bị hư văng rác rồi đó. Này không phải, hồi nhỏ ông bà già mình cứ nói mày đừng có ăn cẳng gà, ăn huyết mai mốt mà lung tay lung chân. Hồi nhỏ mình cứ nghĩ là chắc đúng thiệt ha, nhưng mà tới chừng lớn lên một chút xíu cái mình thấy lên bàn tiệc ai cũng nói đầu gà chân gà để cho người lớn ăn. Nói cũng hơi ngộ ha, sao nói ăn rung chân rung tay mà sao mấy ông lớn cứ hay dành ăn. Chúng mình bắt đầu mình tập ăn ăn cái xong cái đâu thấy rung riết gì đâu. Ê, cái này ngon, hình như là mấy ổng nói vậy để cho mình ổng ăn, để mấy ổng ăn dành ăn á. Rồi tới chừng giờ giờ mình mới biết là rung tay rung chân là không phải ăn chân gà, mà tại vì già rồi mới rung tay rung chân. Chứ không có gì hơn á. Giờ đỡ thừa già, làm đó là đỡ thừa già hư. Thiệt đó chứ. cái này là sửa nãy giờ nè, mà một hồi lát mà không quay lại có nghĩa là quăng cái phone đó. Nhưng mà giờ thay qua cái này, cái cũ tháo ra rồi cũng dễ tháo lắm, có mười mấy con ốc mà đó. Giờ đếm kỹ rồi ha. Đếm. Bác hồi nó dư một con là mới là biết có chuyện đó. Kỹ sư cơ khí kim luôn điện tử, mà điện tử này không có bằng nữa nha, không có bằng đó. Làm một hồi lát là có gì quăng rác luôn á, nguyên cái phone. Phone này cũng 200 hả? Gì? Phone là 200 không? Thì phone cũ vợ khoảng 200. Là quăng đến tới 200 á. Hồi nãy đó mình lấy cái đổ nước đi á. Rồi bạn, nếu mà bạn có bạn nào thì kỹ á thì các bạn rửa sơ qua, tại vì mấy cái nước hồi nãy nó mở màng mà nó có màu mè, nó dơ. Rửa sơ qua rồi không có cần dầu gì hết á. Mình để lăn qua lăn lại vậy nè cho nó khô cái mặt nước đó, xung quanh đó. Có bạn thì không có cần phải rang vậy đâu. Nếu mà mình rang vậy thì để cho nó thơm cái lạp xưởng, nhưng mà thơm thì nó lại khô. Nhiều khi thơm nó lại khô, mình luộc không cũng được nữa, không sao. Nhưng mà giờ mình rang sơ để cho nó khô cái nước thôi. Khô cái nước hồi nãy mình luộc á. Nó vậy đó. Rồi đồng thời nó cũng khô luôn, khô thơm luôn chút xíu. Chứ đừng rang khô quá, đừng có để cho nó khô quá thì khét quá thì nó khô cái lạp xưởng nó không ngon đâu. Chứ mình thấy ở ngoài tiệm nó luộc thôi à. Nó luộc có, tại vì luộc không thì cái miếng lạp xưởng của mình cắt ra nó mới bự. Còn cái này mình rang lên sơ sơ vậy nè thì nó bị teo lại rồi, mà nó lại khô nữa, nó không có được còn chút xì á, nó còn không còn ướt á, ăn nó khô nó cứng lắm, mình cắn cái miếng bò bía nó không ngon. Mình để cho mình rang sơ sơ vậy thôi, nó khô mặt xung quanh rồi đó, rồi mình tắt bếp vậy đó. Mấy bạn thấy vậy chứ hồi lát cái lạp xưởng của mình nó đỏ lòm lên nè à. Mới đầu nhìn thấy nó trắng chứ hồi lát nó đỏ lên á, đỏ lên á, xong rồi cái mình cắt miếng rồi mình cuộn vô. Mình muốn cắt miếng cắt dài, cắt cỡ, cắt kiểu nào theo kiểu của mình thích thì mình cắt vậy đó. Mình tắt bếp rồi đó mấy bạn.
Thấy vậy chứ mà cũng khói lên dữ ha. Hồi lát nó khét. Ừ dạ. Mắc nói chuyện cái nó khét luôn à. Thôi đổ ra. Đổ ra, nó khét rồi. Mình không có bỏ dầu mà nó ra dầu ra mỡ. Rồi mình cần trứng nha mấy bạn, trong tô của mình là 8 cái trứng rồi đó. Đó, mình xài hết 8 cái trứng đó. Size của mình là extra large đó. Bây giờ mình sợ cái trứng của mình đó, mình chiên lên để một hồi nó khô, mình thử ra mình bỏ tí xíu nước cho nó mấy bạn, 2 muỗng canh, 2 muỗng canh nước, chứ mình cho tí xíu muối vô cho nó đậm đậm chút xíu thôi, khoảng 1/4 muối thôi. Rồi mình cứ thế mình đánh rồi mình đi chiên thôi, mình đánh lên rồi mình đi chiên chiên mỏng mỏng rồi mình cắt sợi để hồi lát là mình ăn, mình cuốn mình ăn đó. Vậy thôi, chắc là chiên trứng rồi, bạn nào cũng biết chiên trứng ha, nên chắc thôi mình khỏi cần hướng dẫn cái chiên trứng ha. Mình xào con rú nha mấy bạn. Bây giờ mình có cái dầu điều màu á, mình thắng cái dầu điều màu trước rồi nha. Các bạn thắng trước các bạn để dành. Khi mà xài cần tới thì mình lấy mình xài. Tại mình có công chuyện nhiều để mình làm nhiều, mình làm dầu điều màu nhiều. Còn các bạn làm ít thì để dành. Cái này nó không có thiêu thối gì đâu, mình cứ để đó, mình làm mình để đó, nó là dầu thôi mà. Thì mình có tỏi. Tỏi ở đây là mình lấy khoảng chừng một tép, một củ tỏi. Một củ tỏi khoảng chừng 10 tép á. Mình xào cho nó hơi vàng vàng á, đừng vàng lắm, hơi vàng vàng cái tỏi, cái thơm cái tỏi lên. Tại vì con ruốc của mình nó trắng nè, thấy không? Thấy không con ruốc của mình không, con tép nhỏ đó, nó trắng. Thành thử ra mình xào cho nó đẹp màu đó mà. Với lại mình cuốn á, mình cuốn bởi bò bía đó. Mình thấy nó nổi lên, nó thơm, thấy nó đẹp. Đây mình rửa sạch sẽ rồi nhé bạn, mình rửa cho nó cát ra rồi mình nhặt mấy con cá vụn rồi nọ, nhiều khi nó cũng có lẫn cá chẩm á, thì mình nhặt nó ra. Mình nó chưa được đẹp mà, thì giờ mình bỏ thêm tí xíu màu vô, rồi mình cho tí xíu muối, tại vì cái của mình á là mình rửa sạch, thành rửa ra nó cũng bớt mặn rồi, thì mình cho tí xíu muối, tí bột nêm với cái đường vô rồi vậy thôi, rồi mình rang lên cho nó thấm vô, nó khô khô, cho nó khô khô vậy, cho nó thơm vậy đó.
tôm nhiều khi nó người ta bán nó cũng có mặn sẵn rồi đó nha các bạn, người ta bán nó mặn sẵn rồi đó, giờ mình rửa đi nó cũng bớt đi chút xíu. Còn có loại người ta bán không có mặn đâu, có người bán không mặn, có người bán có mặn đó nha. Vậy thôi. Đây. Cá. Đó, mình thấy cái màu nó đẹp ha. Mà cái mùi ruốc rang này nó thơm lắm. Mình cuốn bò bía ăn nó cũng thơm nữa. Còn nếu các bạn mà muốn làm tôm khô cũng ngon hơn nha. Mấy bạn muốn làm tôm khô ngon hơn, nhưng mà tại nhà mình thích ăn con ruốc này, ăn cho nó mềm, con tôm khô thì nó hơi cứng. Mấy bạn ngâm xong các bạn cũng xào giống như vậy nè, ngâm cho nó mềm tôm khô ra, nhưng tại cái này nó mịn hơn. Nhà mình thích ăn cái mùi con ruốc này hơn. Ăn bò bía ăn cái con này ăn ngon hơn. Cái mùi thơm quá. Mà cái màu cũng đẹp quá trời luôn mà. Cái này cuốn là nó nổi cái màu lên lắm à. Đó. Mình ăn cái này trứng chiên, lạp xưởng với cái này. Rồi xong. Mình cuốn rau quế, mình cuốn húng quế với lại salad. Với lại củ sắn, cà rốt. Nhưng mà nếu mà bạn mà không có húng quế thì mấy bạn lấy rau húng lủi cũng được. Mùa này mình húng quế mình chưa có, mùa hè mới có húng quế nhiều. Cái mùa này chưa có thì mình ăn húng lủi cũng được. Có rau nào mình ăn rau đó. Ở ngoài cũng đâu có đến nỗi mà nó đậm dữ vậy ha. Mà sao giờ lên video cái nó đậm màu quá trời quá đất ha. Đó, mấy bạn thấy nó xèo xèo không? Vậy là nó khô rồi đó. Nãy mình rửa nước mà, thấy không? Mình rửa nước, từ từ là mình phải rang cho nó khô với nước đó để nó đừng có bị hư. Đó. Mình rang cho nó khô chứ xíu, rang cho khô nước để nó đừng bị hư. Để vậy. Với lại mấy cái kia nó, mấy cái mắm muối đường rồi nọ nó cũng tan rồi, nó ngấm vào trong cái con mấy con ruốc nè. Nó thơm cho nó đậm đà. Đó. Nó xèo xèo có nghĩa là nó khô rồi đó, mấy bạn thấy không? Thấy nó khô rồi không? Đó, vậy là mình tắt bếp được rồi mấy bạn ơi. Xào lẹ lắm, xào chút xíu là lẹ rồi. Mấy ruốc này nè, đâu có cần phải ấy đâu. Rồi, giờ mình đi làm tương. Bây giờ mình làm cái tương của mình nó có me nha mấy bạn. Tại vì nhà mình ăn là nó phải chua chua, chứ tương nó ngọt. Nó ngọt mà nó béo của bơ đậu phộng rồi tương này nó ngọt nữa, nó béo rồi béo nữa, thành thử ra màu ngán lắm. Thành thử nhà mình ăn phải có tí xíu nước me chỏng cho nó chua chua dễ ăn, mà chua chua ngọt ngọt cho dễ ăn. Giờ mình bỏ vào đây, mình có nguyên cục me, mình bỏ lên đây mình nấu nước, mình lấy mình nấu nước đi đó. Mình mua me của Thái Lan nè, me chua nè mấy bạn, không có hột. Mình mua me không có hột. Đó, mình để lên mình nấu nước. Rồi bây giờ trong lúc chờ cái nồi nấu nước me đó, mình lấy nước me đó, thì giờ mình lo mình xào cái tương. Bỏ vô đây khoảng chừng một muỗng rưỡi hai muỗng để mình xào cái tỏi mấy bạn. Xào cái tỏi nè. Hồi nãy là một củ tỏi, bây giờ thêm một củ rồi đó các bạn.
xào cho nó thơm. Mà lúc này là mình xào cho nó vàng hơn cái hồi nãy mình xào ruốc nha. Mình xào vàng hơn xào con ruốc nha mấy bạn. Mình để lửa riu á. Rồi mấy bạn thấy không? Thấy nó như muốn vàng rồi, thấy không? Nó vàng rồi, thấy không? Đó. Đó, nó vàng mà cái bể vàng giòn giòn á, mình tắt bếp nha. Tại vì hơi nó còn hơi nóng á. Nó còn hơi nóng, một hồi lát nó sẽ nóng dữ lắm. Rồi. Bây giờ mình bỏ cái tương đen vô. Mà lúc này tắt bếp rồi nha. Mình có khoảng vô đây nưa tương đen nè. Nguyên một hũ vô mình ăn lỡ dở rồi. Rồi. Bây giờ mình có tương đen phở nè, cái hoisin sauce nè. Đó. Thay vì mấy bạn lấy nguyên hũ cũng được, mà lấy nhiêu cũng được, mà tại mình ăn còn dở hai, mình còn 2/3 hũ nè mấy bạn thấy không? Thấy 2/3 hũ không? Thì mình lấy hết 2/3 luôn. Xong rồi mình bỏ tí cái nước me này nè vô tráng. Vô tráng mà nước me để nguội chút xíu nha mấy bạn. Nước me của mình còn sôi quá đi. Đó, giờ mình để đó. Để cho nó chảy xuống đó đi. Giờ mình chờ lấy nước me. Rồi. Cái nước me nè mình lọc ra nè. Mình lọc ra đó. Bây giờ mình bỏ vô đây mình tráng cái tương với bạn. Xong mình bỏ vô trong cái tương đó cái chén tương của mình. Bỏ vô cái nồi tương của mình. Đây. Mình để vô cho nó loãng ra chút xíu. Tại vì cái tương này không có đặc lắm. Rồi. Cái này quăng thùng rác. Đây, mình có cái đậu xanh cà nhuyễn. Mà mình giống như mình làm giống như bánh bèo đó mấy bạn. Đó, cái đậu xanh này nè, mình lấy chút xíu thôi. Khoảng chừng một muỗng, hai muỗng này nè. Đậu á, cái mình rửa sạch sẽ rồi mình nấu mình lấy cái miếng đậu xanh cho nó chín vậy đó. Cho nó mềm nó nhuyễn ra. Mình bỏ vô đây. Mấy bạn khỏi cần ngâm cũng được nữa. Đậu xanh khỏi cần ngâm. Rửa sạch sẽ rồi bỏ nước gấp đôi gấp ba vậy đó. Nấu cho nó nhuyễn ra. Bây giờ mấy bạn mới quấy cái này nè. Coi độ động lỏng hay độ loãng gì mấy bạn cảm thấy mà mấy bạn vừa đó. Thì mình bắt đầu mình mới nêm nếm nha. Của mình thấy hơi đặc nè. Mình có tí xíu nước me hơi đặc. Giờ mình cho thêm nước của mình vô. Đây. Mình cho đây khoảng một chén nước. Coi như là khoảng một cốc các bạn. Mới có như đây thôi. Coi như là cái này khoảng thêm một cốc nước nữa đó. Đó. Lúc này mình chưa có quấy gì hết nha. Mình chỉ nên mình đổ bỏ vô mình hòa cho nó cho cái độ độ của tương thôi.
Bắt đầu mình cho đường, cho gì này nọ vô, cho bơ đậu phộng vô. Đây. Cho khoảng chừng một muỗng bơ đậu phộng vô. Một muỗng bơ đậu phộng nè các bạn thấy không? Đó, mình để nó cho nó tan. Mình quấy cho nó tan nè. Nhưng mà đừng có bỏ lửa các bạn. Lúc này mình chưa bỏ lửa. Mình lấy xong xuôi rồi cái mình nếm coi vừa không, cái mình bỏ tí bột năng vô rồi cái là nó vừa. Rồi. Mình đánh tan cái bơ đậu phộng ra ha. Xong rồi mấy bạn nếm. Mấy bạn nếm thử coi vừa chua chua ngọt ngọt không. Tại vì nếu mà mấy bạn không bỏ me thì cũng được. Tại vì nhà mình thích ăn có me tí xíu chua chua ngọt ngọt cho nó dễ ấy mà, có rau mình cuốn với lại sống, rau sống với lại này nọ cho nó dễ ăn mà. Nó cũng còn hơi đậm. Mình bỏ thêm khoảng chừng một cốc nước nữa các bạn. Chứ còn hơi đậm. Bỏ vô một cốc nước. Rồi. Mình bỏ đường vô. Nó đậm đặc lắm. Cho tí xíu muối vô. Ê quên đường vô chứ. Cho một muỗng đường vô các bạn. Lúc này mấy bạn cũng chưa có mở bếp nấu nha. Mình cứ quấy ở dưới đây mình pha cho nó xong xuôi hết rồi. Mình nêm nếm xong xuôi cái để lên sôi cái mình bỏ bột năng vô. Nó vừa rồi đó, bây giờ nó vừa rồi đó. Không nêm muối, không thêm nêm gì nha, nó mặn vừa chua chua ngọt ngọt. Bây giờ mình bỏ cái này vô đây. Mình lấy bột năng. Thì trong lúc đó thì mình mở bếp lên nè. Bây giờ mình mới mở bếp lên đó. Để cho nó sôi. Mình lấy khoảng chừng một muỗng cà phê, một muỗng canh năng phở bột năng nè. Rồi, hai muỗng canh nước nha. Hai muỗng canh năng phở nước rồi mình quấy cho nó tan. Mình đợi cái này sôi cái mình đổ vô cho nó sệt vậy đó. Vậy là xong mấy bạn. Đó là cái nước tương của mình, nó chua chua ngọt ngọt mà có mùi me. Mấy bạn không có me thì đừng có xài giấm mà cũng đừng xài chanh nha. Tại vì cái mùi me nó hợp với cái tương này hơn là mấy bạn bỏ chanh hoặc bỏ giấm. Còn nếu bạn muốn bỏ thì bỏ cũng được không sao. Nếu không thì các bạn cái tương này tùy theo mỗi mỗi nhà mỗi cách. Có mình thấy có nhà đó bỏ nước súp gà ở trong này nữa. Nước súp gà cho nó nước hầm gà đó cho nó béo béo thôi các bạn. Rồi có người lại bỏ đậu nếp nữa, nếp nấu với đậu xanh đó, giống như cháo vậy đó. Rồi các bạn để nó sôi cái là mình bỏ nước bột năng vô cái là nó đặc sệt sệt là vừa rồi. Ok. Rồi, bây giờ cái nước nó sôi rồi thấy không? Đó, nước nó sôi rồi đó. Bây giờ mình bỏ bột năng vô.
nó đặt vậy là vừa rồi các bạn. Nhưng mà phải để cho nó sôi lại nữa nha. Đó. Mấy bạn nói có nhiều bạn nấu chè hoa bưởi, chè hoa câu á, sợ nó bị chảy nước trở lại á. Giống như là mình kỳ đó mình nấu đồ biển cũng vậy á. Mấy bạn nói hỏi ủa tại sao chị quấy bột năng vậy, để tới ngày hôm sau là có bị chảy nước không á. Nó không có chảy đâu. Mấy bạn là phải để cho nó sôi thật là sôi nha. Mà nó sôi trở lại á. Nó sợ 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 vậy là được rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy nó sôi trở lại không? Ngay gốc đó phải để chút xíu nữa, nó sôi nhưng mà phải sôi thêm tí xíu nữa. Cũng khoảng 1 phút hơn 2 phút vậy đó. Rồi. Rồi mình tắt bếp được rồi mấy bạn. Nó sệt sệt vậy chứ mà đến lúc mà nó nguội á là nó lại khô, nó cứng ngắc lại á. Được rồi. Mình tắt bếp, vậy là xong. Bây giờ mình chỉ có việc là mình đi bào củ sắn với cà rốt rồi mình luộc lên. Lột hoặc hấp lên vậy thôi, rồi mình cuốn, được không? Xong. Đó, mình có hai củ sắn, khoảng 1,4 kg đó bạn, hơn 1,4 kg chút xíu. Xào nữa. Mình lột ra. Đây, mình bào cà rốt bằng cái này nè. Bào cà rốt với lại củ sắn bằng cái đó đó bạn. Này khoảng chừng hai củ cà rốt đó mấy bạn, cho nó có màu đẹp đẹp. Mấy bạn rửa nha, rửa cho cái màu cà rốt đi bớt đi, tại vì khi nó cái màu cà rốt nó ra nhiều quá rồi nó lan qua cái củ sắn của mình á. Mình bỏ tí xíu muối vô đây để mình giữ cho nó, cho đừng có nó đừng có bị giống như nó có mùi chua chua vậy đó, để được lâu. Xào một hồi lát nó cạn nước, tại vì củ sắn nó ra nước nữa đó nha, củ sắn nó ra nước nữa nha các bạn, mà phải mở lửa lớn thật lớn. Nãy mình bỏ tí xíu nước vô, chứ không phải bỏ dầu đâu, mình bỏ tí xíu nước vô. Thay vì mình hấp cũng được, mấy bạn hấp cũng được. Mà mình làm cái này cho nó lẹ. Hấp thì nó hơi lâu. À, cái nước nó cũng gần như muốn cạn mà cái đậu cái củ sắn của mình đó, nó cũng chín luôn rồi mấy bạn. Nó chỉ chín sơ sơ cái là mình cuốn được rồi.
Của sáng mình ăn sống cũng được mà. Thành thử ra cũng không có cần. Với lại phần đó mình bào rất là nhuyễn. Bào giống như đồ chua gì đó. Thành thử ra lẹ lắm. Xào này lẹ lắm. Còn mấy bạn tùy theo mấy bạn muốn ăn giòn giòn sực sực thì bào bự hơn. Đó. Cái củ sắn này nó cũng giòn lắm mà. Mình bào vậy chứ nó cũng giòn lắm. Nó như muốn chín rồi ha. Giờ nó lại chảy nước ra nè, củ sắn chảy nước ra nè các bạn. Các bạn bỏ ít nước thôi, hồi đã củ sắn chảy nước nữa. Nó cạn, coi như nó cạn gần hết nước rồi các bạn thấy không? Nó cạn gần hết nước rồi, mà nó cũng chín rồi, cà rốt nó cũng chín luôn. Rồi mình tắt bếp rồi giờ đi ăn. Bây giờ mình xào xào củ sắn với cà rốt xong rồi thấy không nè. Đó các bạn thấy không? Để một hồi lát nó khô à, mà nó không có bị nhũn mà ngon ha. Đó. Xào lẹ lắm, 5 phút à, xào mỏng bào mỏng mỏng vậy, nó xào nó lẹ mà nói lạ xào chứ thật sự là luộc á, thật sự là luộc á. Rồi này tôm của mình đây, đây con ruốc á, ruốc xào đây đó. Rồi rau, rau không có gì hết, chỉ có rau húng lủi ngò với salad vậy thôi. Trứng đây đó, mình thái sợi sợi ra vậy đó. Lạp xưởng, rồi bánh tráng. Bánh tráng mình thấy bánh tráng lớn, bánh tráng nhỏ. Mình như bánh tráng lớn ngon hơn, nó không có dẻo, nó không có dính. Còn bánh tráng nhỏ nó dính quá à, dính gói không được. Tàu phộng, tàu phộng mình làm mỗi lần nhiều vậy đó, bỏ tủ đá, à, tủ lạnh đó. À, giờ chờ gần mùa hè rồi, thành thử ra ăn bún ăn gì tối ngày, lấy ra là ăn thôi. Để lâu lắm, để được lâu lắm, để mấy tháng luôn. Nó không có mềm đâu. Ớt, hành phi, ai muốn bỏ hành phi thì bỏ, mà hành phi của mình cũng hết rồi. Rồi bây giờ cuốn, mới cuốn được có 2 cái. Nè, cái tương nãy mình mới nấu nè, đó thấy không, nãy mình lấy cái tương á. Cái ngò này là bữa mình bà nội nó cho, mấy đứa nhỏ nó cho đó, mình rỉa ở ngoài mình ăn, còn ở trong cái phần đọt mình đem mình trồng. Còn cái này được cái đầu mùa có mấy cọng húng lủi nó lên rồi, của người bạn cho có mấy cọng ăn thêm nữa. Ăn cái này hồi nãy ăn mấy cá là thấy đói rồi. Giờ ăn ăn dặm thêm. Ăn dặm nữa ha. Thấy chưa, tụi nó ăn xong tụi nó chạy trốn mất tiêu nữa. Ăn cái này ăn không có ăn cơm đâu mà lấy đâu mà nó no rồi. Đau không à. Mình rất lỗi là phải có cơm. Đảo bởi cơm. Tụi Mỹ đi làm tụi Mỹ hỏi mẹ ăn kìa. Nó nói tao hả, chỉ có rice and bean thôi à. Rồi tụi nói là ăn hamburger tối ngày mà không, một ngày mà không có cơm cũng ok. Qua ngày thứ hai, ngày thứ ba là không thấy không xong rồi đó, là điên phở đó. Không có cơm là điên phở đó. Của người ta ăn này có cần uống bia không vậy? Có muốn uống bia không? Hứng không? Hứng uống bia không? Tự nhiên ăn cái đó là hứng uống bia gì. Không đủ. Đứng đây bỏ chân quá à. Ra kia ngồi ăn. Được coi, được coi, được coi mấy cái. Thêm mấy cái nữa vậy? Này có 5 cái, 1 cái là 6 cái.
Wow. Đi ra kia. What are you doing this for? Yeah, I don't know. What are you doing? Does it look like the thing? What's the difference? Chờ thấy bà chuyện tưởng ngồi không? Hey! Dân ơi Dân! Yeah. Bữa nào ba làm cái video clip chiên trứng? Yeah! Ba... Everybody knows that. No! Ba làm ngon mà! Dân muốn không? Đập cửa này phải nướng đúng không? Anh chiên đúng là luộc đúng không? Nướng nó khô. Ngon mà. Nướng nó khô. Nướng khô quá. Em luộc xong em ra lại xíu. Chỉ có em luộc thôi chứ ở Việt Nam rồi đó là nướng không. Ừ. Không ai rửa không? Không cám. Không cám chứ gì không? Nhỏ nó là tôi nướng không à. Nước như ở ngoài người ta bán, bà biết người ta luộc hả? Nước nó cứng nhắc à? Cái đó là lạp xưởng giả. Ngon. Nước ớt kìa. Không muốn ớt? Yeah. Nào. Nước nó cứng nhắc mình sao ăn? Qua chừng cái mắt. Ê, có cái muỗng. Okay. I don't taste anything besides the mint. Who put the mint inside? Where's the smaller one? That's good.
Nó vừa ăn nó vừa coi phim. Đó, còn một cuốn nữa, đứa thì ăn bánh mì trứng, đứa thì ăn cuốn. Đó, vừa ăn vừa coi phim. Tối hôm qua ăn rồi. Giờ mình hết pin, ngay khúc đó nó hết pin nên đứa ra đâu có quay được cái khúc đó đâu, khúc đó mất tiêu rồi. Ba fix hả? Bữa ba sửa rồi đó, coi nó work không? Mở ra coi nó có work không? Nó có work không? Coi mở lên coi được không? Ba sửa rồi đó, ba sửa rồi đó. Wait any second now. Any minute now. Everybody's drinking something. Where's my drink? Rồi sao mở không ra hả? Mở coi. Maybe there's no battery. Vậy là cái nó quất rồi đấy hả? Tắt không đi mấy đứa, tắt đi hả mấy đứa ơi? Mấy đứa tắt đi nè con. Wow. Nó set up à? Ok, vậy là quất rồi, không có bị quăng. Ok, Samson hả? Hên quá, không bị quăng.